Dưới bài viết thông báo ra mắt MV mới, KICM đã đáp trả fan trách cực thẳng thắn. Có vẻ anh chàng không còn quá bận tâm đến vấn đề lùm xùm giữa mình và Jack. Như đã thông báo trước đó, vào 15 giờ chiều nay ngày 3 tháng 3, KICM tiếp tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên If You Love Me. Anh chàng đang tích cực quảng bá cho MV và gọi đây là món quà dành cho fan trong Kiss của mình. Hiện tại If You Love Me đã bật công chiếu trên YouTube. Thành tích đầu tiên đạt được là lượt like đang cân bằng lượt dislike với 38 em vote từ người hâm mộ. Đáng chú ý là dưới bài viết thông báo ra mắt MV mới, KICM đã phản hồi bình luận của một anti-fan. Người này để lại lời nhắn, trả tiền cho người ta đi. Ngay lập tức KICM đáp trả, mình không nợ ai gì đừng vô đây đòi nợ nhé, chúc bạn một ngày làm những việc có ích hơn. Có lẽ fan trách đã vào đòi cát xê cho thần tượng trong vụ lùm xùm tài chính không rõ ràng với công ty ICM. Cách KICM thẳng thắn đáp trả cho thấy anh chàng không còn quá bận tâm tới dư luận trong xì căng đang rạn nứt với Jack. KICM trực tiếp đáp trả khi bị đòi trả nợ cho Jack. Trở lại với MV If You Love Me, khá nhiều khán giả đang đặt dấu hỏi cực lớn là lần này liệu KICM có hát hay không. Anh chàng từng tung cú lừa cho khán giả khi ra mắt MV cần một lý do hồi tuần trước, cứ ngỡ KICM sẽ debut thành ca sĩ nhưng cuối cùng giọng ca chính lại là Quang Đông. Hy vọng với If You Love Me, KICM sẽ khoe giọng hát của mình để khán giả được thấy khía cạnh tài năng khác của anh chàng. Video liên quy UANTD, theo thế giới trẻ Let's Explore Us.